Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel. Hùng Review đây. Chán Xiaomi rồi đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em thêm một lựa chọn khác, cũng là điện thoại Trung Quốc, cũng là cấu hình cao, mà đặc biệt nhá, con này cam thì nó lại là cực kỳ ngon. Đây là Oppo Find X6 Pro. Và với con Oppo Find X6 Pro thời điểm nó ra mắt ấy, thì mình cũng đã làm một clip mở hộp, đập hộp và con đấy mình đã tự mua luôn. Thời điểm đó mình quất con này mức giá là 25 triệu. Tuy nhiên, ngay bây giờ sau khoảng tầm 11 tháng thì cái con Oppo Oppo Find X6 Pro này nó chỉ còn khoảng tầm là 13, 14 củ khoai mà thôi. Và mình nghĩ rằng là nếu anh em nào đang cần cấu hình nó phải tốt, phần mềm nó phải ngon, và thứ hai nữa, camera của nó phải gọi là đỉnh, thì Oppo Find X6 Pro sẽ là một cái lựa chọn không thể nào bỏ qua dành cho anh em. Và trong clip ngày hôm nay thì chia sẻ thêm về em này nhá. Trước khi bắt đầu video này thì như mình đã chia sẻ rồi, giá của em này sẽ khoảng tầm 13 đến 14 củ. Anh em nào quan tâm thì tham khảo ngay tại cửa hàng Deconomai. Và đương nhiên cái giá nó rẻ như thế thì đây sẽ là hàng line new, nó không phải hàng mới 100% new seal full box đâu nha. Tại vì hàng full box bây giờ anh em vẫn phải mua tầm giá trên 20 đấy. Còn bây giờ thì đi vào với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Ok, với con Oppo Find X6 Pro này, anh em biết cái thứ mà mình thích nhất là gì không? Nó không đến từ cái phần thiết kế bên ngoài, mà quan trọng nhất, cái thứ mình thích nhất ở trên Oppo năm nay ấy, hay là Oppo nhất nhiều năm về sau, đó chính là về phần mềm anh em ạ. Phần mềm ở trên Oppo nó tối hóa thực sự phải nói là tốt. Và đây là một trong những chiếc máy hoặc là những cái phần hệ điều hành mà có được sự tối hóa ngon nhất mà anh em có thể tìm thấy được rồi. Đấy, ngoại trừ Pixel ra thì gần như Oppo là một trong những cái hệ điều hành mà chúng ta sẽ có được cái độ mượt, chúng ta sẽ có một cái độ tối ưu rất tốt. Chúng ta vẫn có full đầy đủ mọi tính năng các bạn cần, từ những tính năng đặc biệt liên quan đến cửa sổ nổi, chia đôi cửa sổ này, khởi động nhanh này, thanh bên thông minh này, hay là chế độ đơn giản, chế độ lái xe vân vân. Thì cái con này nó còn tối hóa những cái nhỏ nhỏ ở trong cái phần mềm của nó cũng rất là ngon. Đấy, hiệu đứng đóng mở app này, chuyển app rất mượt mà. Và cái độ mượt của nó mình tin rằng là nó sẽ hơn so với cái hệ điều hành HyperOS, hay là nó hơn so với cái hệ điều hành của Samsung, và hơn cả hệ điều hành của rất rất nhiều những thương hiệu khác nữa. Nói chung á, là với cái hệ điều hành ColorOS mới ở trên con Oppo Find X6 Pro này, thì bản thân nó được hợp nhất từ cái hệ điều hành ColorOS phiên bản cũ và cả cái hệ điều hành OxygenOS của OnePlus nữa, nên là những cái tinh túy, những cái hay của hai hệ điều hành đã kết hợp vào đây rồi. Và mình thấy là khi mà mình trải nghiệm cái hệ điều hành ColorOS ở trên con Oppo Find X6 Pro, mới đây nhất là Oppo Find X7 Pro, và mình còn đã dùng con Oppo Find N3 một thời gian, thì mình thấy hệ điều hành này nó rất là ngon, có đầy đủ mọi tính năng, kể cả anh em cần những cái thẻ để có thể vào đóng mở cửa thang máy, con này cũng có. Anh em cần những tính năng như là điều khiển IR thì trên hệ điều hành mới và trên những chiếc máy mới của nhà Oppo bây giờ cũng đã có rồi. Đặc biệt là nó không có bị lỗi vặt trong quá trình mà chúng ta sử dụng, và cũng như là tối ưu hóa hiệu năng trên những con chip Snap ấy thì phải gọi là cực kỳ ngon luôn. Với em này sẽ được trang bị con chip là Snapdragon 8 Gen 2, và phiên bản RAM thấp nhất cũng sẽ là 12/256 rồi. Còn nếu các bạn cần những phiên bản cao ấy thì chúng ta có luôn là 16/512. Thế nên là gần như là về cái phần cấu hình thì các bạn sẽ max ping để có thể chiến được những tựa game trong thời điểm hiện tại một cách tốt nhất. Anh em có thể chiến được tựa game PUBG với đồ họa 90fps, có thể chiến luôn cả tựa game Genshin Impact. Và em này ấy, thì khi mà chơi game mình thấy nó duy trì FPS tốt và cũng như ít bị drop FPS. Tuy nhiên nó sẽ hơi nóng một chút xíu, và nếu anh em cần cày game trong thời gian dài thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên đầu tư một hệ thống tản nhiệt tốt hơn, thì cái con Oppo Find X6 Pro nó sẽ là bung được hết cái sức mạnh còn chiếc bên trong. Mà cái quan trọng nhất nhá, khi mà con này nóng ấy thì nó không kiểu bị quá gắt, nó không kiểu bị quá rát và khiến cho mình khó chịu giống như kiểu trên con iPhone 15 Pro hay một vài con điện thoại khác. Tại vì cơ bản là cái hệ thống tản nhiệt bên trong của con này thì mình thấy nó cũng đã làm tương đối ngon, và nó chỉ nóng khi chơi game thôi, chứ còn sử dụng những tác vụ bình thường hay kể cả mình render video qua CapCut ấy thì con này nó vẫn sử dụng một cách tốt và nó chỉ hơi ấm lên nhẹ. Còn đến một yếu tố tiếp theo mà mình rất thích ở trên con Oppo Find X6 Pro, ngoài trừ yếu tố là phần mềm ra, thì đó chính là về phần camera. Cái thông số của cụm camera trên em này thì phải nói thật là cực kỳ căng anh em ạ. Anh em sẽ có cảm biến chính 1 inch, nặng độ phân giải 50 chấm. Anh em sẽ có camera telephoto là 2.8, độ phân giải của nó cũng sẽ là 50 chấm. Anh em cũng sẽ có luôn một camera ultra wide với độ phân giải là 50 chấm. Và phải nói thật là ba cái camera đang có ở trên con Oppo Find X6 Pro và thêm cái camera selfie ở phần mặt trước của nó làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình. Ở đây nhé, mình đã chụp rất nhiều tấm ảnh từ con Oppo Find X6 Pro này rồi. Đầu tiên phải đánh giá cho anh em điều mình thích nhất, đó chính là cái camera tele. Camera tele của em này sẽ là không có chế độ 2.8 đâu, mà nó là camera 3x. Thì anh em thấy không ạ, khi mà chúng ta chụp ở chế độ chân dung ấy,
phần mềm của Oppo can thiệp làm cho cái màu sắc này, màu da này. Và anh em biết cái hay nhất ở trên Oppo là gì không? Đó là nó cà da rất mịn, nó loại bỏ đi tất cả những khuyết điểm. Nhưng mà nếu anh em để ý, anh em vẫn sẽ thấy rằng là lông cái mặt đó xóa phông ngon đấy, cà da cực kỳ mịn. Và những cái chi tiết nhỏ như là lông mặt nó cũng không bị mất, nó không bị nhòe hay là nó không xóa mất đi. Nó vẫn còn cái độ tự nhiên, nó vẫn còn cái độ chi tiết rất tốt ở đây. Là quan trọng nhất nhá, cái background ở phía sau này, đó nó xóa phải gọi là cực kỳ là nịnh, cực kỳ là sướng mắt luôn anh em ạ. Đương nhiên á, tấm này thì mình để cái xóa phông nó hơi quá. Nếu mà anh em cần ấy, thì có thể là giảm cái độ xóa phông đi thì nhìn cái bức ảnh nó còn đẹp hơn nữa. Và cách là ấn vào cái biểu tượng ở đây, chúng ta sẽ kéo cái F nó lên khoảng tầm 8 thôi là thấy là ok hơn rồi, nó tự nhiên hơn rồi. Chế độ chân dung con này làm phải gọi là cực kỳ ngon, là một trong những cái chiếc điện thoại mà có cái camera tele có khả năng chụp ảnh chân dung gần như là xuất sắc. Con này nó chỉ thua con X7 Pro này và nó chỉ thua mấy con điện thoại của nhà Vivo một chút xíu thôi. Đấy, còn lại này, nhìn tấm ảnh khác này, chụp ảnh đủ sáng này, selfie trong điều kiện đủ sáng này, zoom lên này, chi tiết ở cái phần mặt này, anh em thấy không? Đấy, nó vẫn còn đủ lại chi tiết. Và khi mà xóa, nó vẫn còn để lại những cái lỗ chân lông để chúng ta nhìn vào, chúng ta cảm thấy là nó bức ảnh nó thật. Đấy, da sẽ làm đồng đều và nó không kiểu xóa cho có và mỗi bên nó một mảng da khác nhau. Chưa nói đến cái phần làm chụp ảnh chân dung đâu, mà kể cả cái chi tiết chụp từ cam tele ấy, mình thấy nó vẫn rất là ngon luôn. Zoom ra, đó, hình ảnh này, chi tiết của nó phải gọi là cực kỳ tốt luôn. Và mình cũng đã chụp ở trong rất nhiều điều kiện và mình thấy rằng cái cam tele con này nếu mà để chụp phong cảnh, chụp chân dung hoặc là chụp sản phẩm ấy thì đây là một trong những con điện thoại có khả năng chụp ảnh chân dung rất tốt. Và đến với phần camera chính ấy thì mình lại còn thích hơn, tại vì cơ bản là Oppo năm nay nó sẽ kết hợp cùng với Hasselblad và cái nước màu ở trên con Oppo này nhìn nó khá là nghệ các bạn. Đó, đây này, nhìn tấm màu này gần như là các bạn sẽ không cần chỉnh tỉnh thêm, nhưng nó chỉnh ảnh rất là có gu luôn ấy. Và mình chuyển qua một vài tấm ảnh khác này, được chụp từ Oppo Find X6 Pro này. Các bạn thấy không? Màu sắc chi tiết lên cực kỳ tốt, camera cảm biến 1 inch nó làm việc ngon. Những cái chi tiết hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng, ok. Những chi tiết trong điều kiện đủ sáng hay kể cả là vùng sáng như kiểu cái thùng container ở đây này, có hai mảng màu trắng và xanh này, thì cái phần trắng nó không hề bị cháy. Và mình cũng đã test ở trong nhiều cái chế độ chụp ảnh khác rồi, thì mình thấy rằng là tổng thể thì cái camera của Oppo Find X6 Pro này nó đang làm cực kỳ tốt. Đấy, về khả năng chụp ảnh góc rộng, về khả năng chụp ảnh góc chính hay là về khả năng chụp ảnh chân xóa phông, chụp ảnh chân dung, con Oppo Find X6 Pro này nó đang làm rất ngon rồi anh em ạ. Và phải nói thật là nếu anh em cần camera chụp đẹp ấy, thì Oppo Find X6 Pro nó không làm cho anh em thất vọng. Nhìn nó rất tự nhiên, nhìn nó rất là đẹp. Đấy. Ngoài ra thì mình cũng đã test thử luôn khả năng quay video ở trên Oppo Find X6 Pro. Thì đối với cá nhân mình thấy rằng là khả năng quay video của nó thì sẽ chưa được ngon lắm. Vì nếu mà mình lắc máy nhanh một chút xíu thì vẫn còn cảm nhận được cái độ rung. Còn nếu mà cái phần camera quay video nó làm ngon một chút nữa thì nó sẽ ok hơn. Đó, khi mà mình quay video mình dậm chân để bước chân ấy thì nó vẫn còn một cái chút sập sình nhẹ. Đấy, nếu mà cái phần quay video này mà cải thiện nữa thì tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà anh em muốn cải thiện hơn thì có thể là tham khảo con Find X7 Pro nhá. Find X7 Pro nó đã làm ngon hơn ở chỗ này rồi. Còn về phần mềm của camera cũng như là những cái chế độ mà chúng ta có thể tùy chỉnh được ấy, thì phải nói là cực kỳ nhiều. Ở trên cái phiên bản phần mềm mới, tính năng sử dụng của nó không khác gì iPhone. Chúng ta cũng có thể là tách được cái hình ảnh này. À, chúng ta vẫn có thể tách được cái hình ảnh này, đó, tách phông này, lưu tạm này, và sau đó sử dụng cái hình ảnh này gửi đi qua Messenger hoặc là những chế độ khác. Cái điểm tiếp theo nữa ở trên con Oppo Find X6 Pro mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là về quả màn hình. Màn hình của Oppo Find X6 Pro ấy, thì chúng ta sẽ có một cái thông số phải gọi là cực kỳ tốt. Anh em sẽ có màn hình AMOLED 6.82 inch, độ phân giải của nó thì lên đến là 2K, tần số quét của nó vẫn là 120Hz và độ sáng tối đa của em này lên đến là 2500 nits. Tuy nhiên thì mình chưa bao giờ trải nghiệm được cái 2500 nits cả, nhưng mà trong cái điều kiện trải nghiệm thực tế của mình ấy thì mình thấy rằng là con này nó có cái độ sáng rất tốt. So với những con điện thoại khác khi mà vào studio mà muốn quay video ấy thì cần phải bật cái độ sáng gần như là tối đa. Còn em này thì cũng chỉ cần tầm 60-70% là có thể sử dụng một cách tốt rồi. Màu sắc thì rực rỡ, màu đen sâu. Đấy, độ chi tiết, độ phân giải con này thì gần như không có gì để chê cả. Anh em nào thiêng về xem video hoặc là muốn hiển thị nhiều nội dung chất lượng cao ở trên cái màn hình này thì mình thấy đều có thể đáp ứng được. Tuy nhiên, cái màn hình của nó sẽ hơi cong nha. Đấy, màn hình của nó cong hơn rất nhiều so với em Pixel 7 Pro hoặc một vài em khác. Nên là ở cái phần viền khi mà mình nhìn trực tiếp vào ấy, đặc biệt là ở những khu vực có ánh nắng ấy, thì mình ở cái mép này này hoặc cái mép bên này này thì nó sẽ có một cái gọi là hơi chói một chút xíu. Nên là những cái chi tiết ở phần này hoặc là khi mà chúng ta sử dụng ấy, chúng ta sẽ cảm thấy là nó không được thoải mái và nó không được trọn vẹn cái màn hình lắm. Nhưng mà được một cái là khi các bạn vuốt từ những cái phần phía trên hay kể cả phần phía dưới hai bên vào ấy thì nó khá là mượt vì nó cong tràn đều nhẹ ở các cạnh. Đến một yếu tố nữa ở trên con Find X6 Pro mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là về cái phần thiết kế. Nói chung á,
thiết kế con này thì nó không thoải mái lắm cho cảm giác cầm nắm. Tại vì khi mà mình cầm vào ấy, kiểu gì mình cũng sẽ chạm vào cái phần camera. Nhưng mà may mắn rằng Oppo đã thiết kế cái cụm camera này một cách khá là thông minh. Cái phần phía dưới sẽ là cảm biến camera tele. Và cái cam tele này thì nó sẽ ít dùng nhiều so với lại cái camera chính. Và nếu có chạm vào ấy, thì chúng ta cũng chỉ chạm vào một phần của cái miếng cam này dưới thôi. Và nó không chạm vào cam tele cũng như không chạm đến cái vị trí của camera chính ở phía trên. Nên là hạn chế được tình trạng là lâu lâu chụp ảnh chúng ta lại phải lau cam một lần. Đó. Nhưng cái cụm cam nó quá lớn, dẫn đến cái việc là cái con máy này nó sẽ mất cân bằng về trọng lượng. Và trọng lượng của nó sẽ dồn nhiều hơn phía trên một chút xíu. Cảm giác cầm nắm của nó sẽ không được thực sự thoải mái. Cho dù là Oppo đã cố gắng bo cong ở các góc này, bo cong ở các cạnh, khi mà mình cầm vào thì mình thấy êm. Đấy. Và các cạnh thì nó không hề bị cấn. Nhưng mà cái trọng lượng phân bổ phía trên nó nặng quá, nên là nó vẫn không được thoải mái lắm khi mà chúng ta sử dụng trong thời gian dài. Ok, còn một số yếu tố nữa thì con này nó vẫn sử dụng cái cảm biến vân tay quang học thôi. Nên là về tốc độ hay là về cái sử dụng được trong điều kiện thiếu sáng ấy, thì mình thấy nó sẽ là chưa ngon lắm. Và đương nhiên là với một chiếc điện thoại flagship của nhà Oppo đấy, giá của nó đến thời điểm mở bán lên đến 20 mấy củ, thì tất cả những mọi tính năng mà xịn sò con bò hay là những tính năng hay ho thì đều được trang bị ở đây. Như là chúng ta vẫn có điều khiển hồng ngoại IR này, chúng ta vẫn có kháng nước IP68 này. Về pin thì nó vẫn được trang bị một cái viên pin khá trâu 5000 mAh, vẫn dư sức đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng khoảng tầm từ 6 đến 7 tiếng. Và công nghệ sạc của em này sẽ là 100W, thời gian sạc đầy cũng chỉ loanh quanh khoảng tầm 35 phút. Thực ra thì hãng công bố là 30 phút nhưng thực tế mình test khoảng tầm 35-36 phút nó mới sạc đầy. Nói chung như vậy cũng đã là quá ổn rồi. Đó, và cái quan trọng hơn nữa, giá bây giờ nó là quá thơm. Với chiếc máy có thông số như thế này, có màn hình xịn sò như thế này, và quan trọng nhất là có camera nó đỉnh cao như thế này, mà giá hiện tại chỉ còn khoảng tầm 13-14 củ thì mình thấy nó khá là xứng đáng. Nếu anh em cần một con điện thoại nó khác biệt so với những con điện thoại mà bây giờ anh em săn là chỉ có cấu hình cao thôi, thì con này vừa có cấu hình cao, vừa có cam tốt và vừa có một cái phần mềm rất ngon lành. Mặc dù là phiên bản nội địa nhưng mà vẫn có đầy đủ tiếng Việt và cài Google Play vô cùng đơn giản. Đấy, thì anh em sử dụng con này nó không có vấn đề gì đâu. Vô cùng đơn giản. Có chăng là chỉ có gặp một vài cái lỗi, có chăng là chỉ gặp một vài cái trễ thông báo thì con máy nội địa nào cũng như vậy. Ok, anh em nghĩ sao về Oppo Find X6 Pro? Và mức giá bây giờ chỉ còn khoảng tầm đâu đó là 13 củ khoai. Anh em có chốt em này hay không? Đừng quên comment để lại cái nhận xét nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau. Bye bye anh em.